Thu Sao, cô dâu 63 tuổi bị đồn qua đời và sự thật gây sốc. Từng gây xôn xao với chuyện tình lệch nhau 35 tuổi, thời gian qua chị Lê Thị Thu Sao, 65 tuổi và anh Triệu Hoa Cương, 30 tuổi đến từ Cao Bằng liên tục hâm nóng mạng xã hội bằng những hành động cực sốc. Hết rủ nhau đi giao kéo các bộ phận trên gương mặt, cặp đôi đũa lệch thường xuyên phát ngôn sốc, phát cẩu lương quá đà, khiến dân mạng tranh cãi không ngớt. Mỗi động thái của họ nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, người khen cũng lắm, người chê cũng nhiều, đặc biệt ở mỗi lần giao kéo. Chị Sao bị nhận xét thích cưa sừng làm nghé bất chấp tính mạng của bản thân. Trước những bình luận ném đá, chị Sao hùng hồn tuyên bố, mình sắp xuống lỗ rồi, nhưng tại sao mình vẫn phải làm đẹp? Đó là vì mình là phụ nữ, kể cả sau này có 80-90 tuổi mình vẫn phải làm đẹp, có sang thế giới bên kia thì mình vẫn là một con ma đẹp. Lần giao kéo gần nhất của chị Thu Sao cách đây gần 3 năm, khi đó hiện tượng mạng Cao Bằng đã căng da mặt cấy mỡ làm đầu trán với tổng chi phí 50 triệu đồng. Ngay khi bước xuống khỏi giường phẫu thuật, chị vợ anh Hoa Cương liên tục cập nhật hình ảnh mới nhất của mình đến mọi người. Thay vì háo hức, cư dân mạng bày tỏ lo lắng, thậm chí sốc nặng khi gương mặt chị Sao vừa sưng vừa biến dạng. Nhưng khi ấy chị Sao tiết lộ mới thẩm mỹ nên vậy và chỉ cần sau vài tháng, bản thân sẽ có mặt tiền ưng ý. Và chỉ vài tháng sau đó, chị Sao lộ ảnh xuống Hà Nội chị méo miệng vì biến chứng của lần giao kéo trước, than thở tiền mất tật mang. Mỗi ngày đều như vắt chanh, nằm mỗi phòng 20 phút, thứ bảy và chủ nhật nghỉ bởi vì chạy điện, bệnh nhân ai cũng mệt mỏi. Quy định rồi nên muốn chạy ngày nghỉ cũng không được các bạn ạ. Trên nhà mình nghỉ hết, ở đây lại dư thời gian, sót hết cả ruột. Lời tâm sự của chị Sao. Kể từ đó đến nay, không thấy cô dâu Cao Bằng khoe ảnh phẫu thuật bất cứ vùng nào trên cơ thể nữa. Cặp đôi thị phi cũng bớt đăng ảnh, clip, chọn cuộc sống bình yên. Chính điều này đã nảy sinh ra những tin đồn ác ý. Có người còn tung tin cô dâu Thu Sao đã qua đời vì biến chứng thẩm mỹ. Bị tin đồn ác ý không ngừng đeo bám. Mới nhất trên kênh YouTube cá nhân, anh Cương và vợ đã lên tiếng làm rõ. Anh gay gắt. Đã rất lâu rồi mình không có thời gian để đăng video về cuộc sống hàng ngày do công việc của hai vợ chồng rất bận. Hôm nay hai vợ chồng mình làm video này để nói rằng chúng mình vẫn luôn khỏe mạnh. Khách du lịch lên Cao Bằng hàng ngày vẫn gặp chúng mình. Làm người thì phải có tâm, ở đời có nhân có quả, hai vợ chồng lấy nhau có chênh lệch tuổi thì cũng không tranh giành vợ chồng của các bạn. Ngoài ra, cũng trong lần lên sóng này, anh Cương khẳng định họ chỉ sở hữu hai tài khoản có tích xanh chính chủ và một fanpage. Còn lại các tài khoản khác đều là giả mạo. Hậu đám cưới lệch tuổi vào năm 2018, cặp vợ chồng đũa lệch Thu Sao Hoa Cương từng dùng nhiều chiêu trò để gây sự chú ý. Bởi vậy, cả hai nhận phải không ít bình luận trái chiều của dân mạng. Nhưng hiện tại, gần 3 năm sau cưới, cô dâu 62 tuổi và chồng trẻ đã không còn phát ngôn gây sốc hay thể hiện tình cảm thái quá trên mạng xã hội nữa. Quãng thời gian qua, Thu Sao Hoa Cương chuyên tâm vào việc bán hàng qua mạng, thỉnh thoảng cặp đôi cũng tung ảnh má kề má để chứng minh mình vẫn đang hạnh phúc. Ít ai biết, ban đầu chuyện tình cảm của mình và anh Cương không được các con chị Sao chấp nhận. Nhưng khi biết họ đến với nhau vì tình yêu, các con của chị đã dần mở lòng hơn. Minh chứng cho điều này chính là vào tháng 9 năm 2019, chị Sao từng khoe ảnh cưới chụp lần hai có sự góp mặt của con gái và cháu ngoại. Ngoài ra, trong đám cưới của cặp đôi diễn ra vào một năm trước đó, các con chị Sao cũng gửi lời chúc mừng cặp đôi trăm năm hạnh phúc. Đặc biệt, chị Sao từng đăng ảnh cùng chồng trẻ tổ chức sinh nhật cho cháu ngoại. Qua đây có thể thấy thêm, phần nào, mối quan hệ gắn bó của các thành viên trong gia đình chị Sao.